thưa ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng trưởng phụ trách Tổng cục Thể thao. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hường, trưởng ban chính trị công tác học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Kính thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, quý các thầy, các cô, thưa các em tân sinh viên của chương trình cử nhân quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao đang có mặt tại buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của các bạn tân sinh viên và cũng là một ngày đặc biệt nhất của các thầy, các cô trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho phép tôi thay mặt đại diện tập thể cán bộ nhà trường bày tỏ niềm vinh dự được cùng các em bắt đầu bước vào một chặng đường học tập vinh quang và đầy thử thách. Một chặng đường mà chúng ta sẽ đi vất vả nhưng cũng sẽ rất tự hào. Như những gì các em đã đạt được dưới màu cờ sắc áo của quốc gia để chúng ta cùng nhau viết tiếp một trang sử mới vào lĩnh vực kinh tế thể thao của nước nhà. Thầy xin chúc mừng các em. Các em sinh viên thân mến, các tài năng của thầy, các em đã lựa chọn xét tuyển thẳng để đứng trong hàng ngũ của một trường đại học danh tiếng đứng đầu của cả nước. Các em thật đặc biệt, các em đã chứng minh cho xã hội thấy rằng những năng lực phi thường mà các em đã có, các em đã miệt mài cống hiến vì sự nghiệp cao cả của đất nước ở một lĩnh vực thể thao nào đó. Tính kỷ luật, sự vươn lên không ngừng học hỏi của các em với niềm tin chiến thắng đã đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Thật vinh dự khi được chào đón các em tại nơi đây. Cũng như bao thế hệ sinh viên đã và đang học tập dưới mái trường này, nhà trường vô cùng tự hào về các bạn sinh viên đã chứng tỏ năng lực học tập xuất sắc đỉnh cao của mình, đã và đang góp phần làm rạng ngời giá trị thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội trên đấu trường quốc tế. Khi trường của chúng ta là đơn vị đầu tiên dẫn đầu chủ lực đóng góp vào thứ bậc xếp hạng thế giới top 501-550 QS trong lĩnh vực kinh doanh và nghiên cứu quản lý của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một đại học duy nhất đầu tiên của cả nước lọt vào top 550 của thế giới trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý. Và giờ đây, ngôi trường này lại được tiếp thêm sức mạnh khi thế hệ tuyệt vời của các bạn bắt đầu gắn kết vào thế hệ sinh viên tài năng đang học tập tại nơi này. Hai thế hệ này cùng đồng hành, cùng trao dồi tri thức, cùng bổ trợ cho nhau, các câu lạc bộ sẽ phát triển mạnh mẽ, cùng nhau rèn luyện về tâm, đức, trí tài để phục sự cho Tổ quốc. Thì đó như là một hệ giá trị nền tảng vững chắc để nhà trường bứt phá, vươn ra biển lớn, góp phần vào công cuộc xây dựng đổi mới giáo dục và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các tài năng thể thao của thầy, chọn con đường đi trong lĩnh vực thể thao đã khó khăn, thì chọn con đường trau dồi tri thức trong kinh doanh, kinh tế cũng không kém phần vất vả. Vất vả hơn thế nữa là có những bạn vừa phải gánh vác trách nhiệm quốc gia khi đang còn trong sự nghiệp thi đấu, vừa phải tiếp tục học tập trên ghế nhà trường. Thầy hiểu và chia sẻ cảm thông với các bạn. Thầy tin một điều rằng các bạn đã suy nghĩ rất chín chắn và sáng suốt lựa chọn đúng con đường đi cho mình, dẫu có nhiều thách thức ở phía trước. Các bạn cũng rất hiểu tuổi nghề của một vận động viên thể thao không phải là dài. Nay, các bạn đã chớp được cơ hội tuyệt vời khi tham gia học tập tại trường để viết tiếp trang sách thể thao thú vị của mình. Các bạn sẽ không bị bỏ lỡ nhịp trong tương lai khi cuộc quay phát triển kinh tế xã hội của đất nước đang chạy rất nhanh. Các bạn sẽ tiếp nhận những kiến thức bổ ích sâu rộng trong kinh doanh để gìn giữ và phát triển thương hiệu cá nhân của các bạn, để có thể làm giàu cho chính bạn, cho gia đình bạn, cho bạn bè người thân và cho cả xã hội. Với những nền tảng căn bản trong thi đấu, tính kỷ luật, sự quyết tâm cùng với sự tận tình giảng dạy chu đáo của các thầy, các cô trong môi trường học tập hiện đại chuẩn quốc tế này, thầy tin tưởng vào thế hệ các em chắc chắn sẽ tạo ra được đột phá mới, những kỷ lục mới trên con đường học tập, như những gì các em đã tạo ra trong sự nghiệp thi đấu thể thao của mình. Dẫu biết rằng trong quá trình đào tạo, các em sẽ gặp khó khăn rất nhiều khi phải cân đối thời gian học tập với thời gian luyện tập thi đấu. Thậm chí có em có thể sẽ dễ nản lòng khi kiến thức chuyên sâu trong học tập làm các em mệt mỏi hơn. Nhưng các em đừng ngại chia sẻ. Các thầy, các cô luôn ở đây sẵn lòng giúp đỡ các em. Thầy tin rằng mọi sự đau đớn trên cơ thể sau những buổi tập
luyện thi đấu vất vả còn không thể hạ gục nổi các em thì sẽ không có một kiến thức nào có thể cản đường các em đến đích được. Thành công ở phía trước sẽ đợi chờ các em, gia đình, người thân và chính các fan hâm mộ của các em cũng đang mong chờ điều đó. Hãy cố gắng đừng để họ thất vọng. Các em sinh viên thân mến, bước chân vào chương trình đặc biệt này, thầy mong muốn các em đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Hãy nhớ về hình ảnh lá cờ tổ quốc thiêng liêng tung bay khi lên bục nhận huân chương và đặt tay trên trái tim đồng hát bài quốc ca nhớ về đất nước, để các em sẽ cùng nhau cam kết học tập tốt hơn vì màu cờ sắc áo của chính mình, vì thương hiệu số 1 của các em gắn với thương hiệu số 1 của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy mong không chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt rơi khi nhận huy chương, mà là cả những giọt nước mắt rơi khi các em kết thúc công việc học tập, khi các em cầm tấm bằng cử nhân tài năng của Đại học Quốc gia này. Hãy cùng nhau cam kết và cố gắng đi đến hết con đường các em nhé. Nhân đây, cho tôi xin phép được gửi lời tri ân lãnh đạo Phòng ban Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo vụ ngành của Tổng cục Thể thao, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch đã sát cánh với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội để viết lên trang sử mới trong ngành thể thao và ngành giáo dục nước nhà. Trân trọng tri ân các thầy, các cô, chúng ta đã tạo ra một chương trình đặc biệt có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, mang tính đột phá và tiên phong cả một chặng đường dài giúp các em đang ở phía trước. Mong các thầy cô cố gắng nỗ lực vượt qua. Chúng tôi xin được cảm ơn gia đình và người thân của các vận động viên đã có mặt ở đây hôm nay để ủng hộ các bạn tham gia một cuộc đua mới với nhiều thử thách mới. Và lời cuối cùng, cho tôi được tri ân đến các tổ chức, cơ quan, thông tấn, báo chí, truyền hình đã đưa tin và có những bài viết khích lệ, động viên thầy và trò chúng tôi. Chúng tôi mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn để cho ra đời triển khai được chương trình đào tạo đầy ý nghĩa này. Hỗ trợ chúng tôi tiếp tục phấn đấu để chắp cánh cho các tài năng thể thao Việt Nam của chúng ta vươn xa hơn, bay cao hơn nữa. Chúng tôi xin hứa với Tổ quốc linh thiêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nếu như ngày hôm nay người hâm mộ thể thao đã biết những cầu thủ bóng đá đỉnh cao với những pha kiến tạo ghi bàn đi vào lịch sử, những vận động viên điển kinh với những bước chân vàng hay những tài năng vô địch trong các giải thi đấu đối kháng trên thế giới, thì 5 năm, 10 năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng người hâm mộ sẽ gặp họ trong vai trò là những nhà quản trị tài năng trong lĩnh vực kinh doanh thể thao chuyên nghiệp. Chào mừng các em đến với Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin trân trọng cảm ơn.